Alright, we almost started for today, so let's keep going. So the next reaction is Furries, official trailer on Netflix. Now, I think I might have heard this, I think I heard this one before, because I believe this one, the Furries, with the S in it, it's a prequel from Furries, without the S. I remember watching it a long time ago. It was a great movie and a lot of cool action scenes right there. Cause I believe Veronica and Engel, is that right? I think I forgot. But yeah, she actually fight a lot of guys, including the girls, man, you know. It was crazy, very crazy right there, cause I might think about watching this, cause it looks more very interesting as usual, because even though it's gonna be a prequel, we wanna see how it starts, so let's check it out in 5, 4, 3, 2, beep. Mày có bao giờ nghĩ việc mình đang làm là đúng hay sai? Mày sợ đúng không? Không. Tao thích cái cảm giác đó. Sao? Bị hiếp hả? Mấy thằng? Để không còn là con mồi cho bọn khốn nạn ở ngoài đó nữa, thì chúng ta phải luyện tập và phải mạnh hơn lũ đàn ông. Con có muốn thay đổi điều đó không Bi? Hại cho điên. Một thằng tàn nhẫn, thâm hiểm và cực kỳ máu lạnh. Cùng ba thằng đàn em của nó. Bốn đứa này là bộ tứ giang hồ, tung hoành khắp các nơi. Không biết bao nhiêu đứa con gái đã bị hại với thằng chó này. Phải để cho cái lũ khốn nạn đó hiểu được nỗi đau của chị em. Mà sống vô đây đốt luôn chỗ này của tao. Biết hả? Mày phải lựa chọn. Một là cùng tao kết thúc vụ này, hai là phải chạy trốn cả đời. Cuộc đời đâu có cho mình lựa chọn, mà chính số phận lựa chọn mình. Tao đã chờ cái ngày này suốt 5 năm rồi. Wow. Okay, come out next month. I'll take it. I will definitely take it. That was very cool. Very cool, man. I'll look for more interesting in watching these to see what this all about through the prequel, of course, man. But yeah, I always love some very action movie every single time, man. But yeah, let me know, comment down below what you think about this, and I'll see you on the next video.